theo đường mòn rồi coi mấy cái bụi dây le cái này nè nha. Nói chung bắt làm được hai ổ mà ổ mặt đẹp mà ổ mặt hơi xấu nha. Thấy nghe tiếng lội từ lúc 7 giờ á. Ở nhà đi con mặt nè, đưa vô coi. Đó. Với mày thay chủ yếu lên kiếm thứ này đó. Lên tay anh em lên là vậy. Rồi Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay thì Tiến không có đi với ông cả nhà ơi. Thì đầu video thì Tiến cũng xin quay chút cái đoạn đầu cho cả nhà xem thôi. Thì bữa nay thì Tiến chuẩn bị đồ đạc đang bỏ xứ đi cả nhà ơi. Nói chung thì Tiến đi tới chỗ thì chắc nhà sẽ biết Tiến đi đâu thôi. Hiện tại bây giờ thì dưới miền Tây Tiến thì nó đang đứt mặt cả nhà. Thì năm nay thì Tiến cũng đang muốn chuyển hướng. Đang cô dì chú bác nào mà có cần xài ông gùi á hoặc là ông gừng thì cứ liên hệ Tiến ha. Thì Tiến bây giờ Tiến vẫn đi săn cả nhà. Thì đầu tiên thì Tiến sẽ trải nghiệm cái môn ông gùi cả nhà. Đây thì Tiến chuẩn bị đồ đạc đây là ở đây hiện tại đến ở chỗ Tiến nghe nhà ở Cần Thơ. Thì Tiến sẽ tiến hành đi cái nơi, đến cái nơi. Nói chung Tiến không muốn chia sẻ trước cho nhà xem nó làm cho cái nhà tò mò cho nó vui cả nhà. Đó thì cho cái nhà cuộc hành trình cái nhà cùng Tiến lên tới cái nơi đó đồng quay cho nhà xem. Thì Tiến tiết lộ nhà Tiến đi bắt ông gùi cả nhà. Đây thì đây là đồ đạc Tiến chuẩn bị đi nghe nhà. Đây là đồ đạc của Tiến, đồ nghề với đồ mà bận nặng Tiến đi săn bắt nha. Trong rồi dây thì cặp da Tiến là gầm cưa với đôi giày rồi với dây dạng dây buộc nhánh nữa cả nhà. Và đây là sơ dừa cả nhà. Tiến quá công gùi Tiến không có hút thuốc cả nhà nên Tiến sử dụng sơ dừa nó nhưng đem một nhỏ thôi, xé cục nhỏ nhỏ này nè. Thì cắt không rồi mình cắt khúc gì đó. Ở đây là cái túi lưới lùm đầu, có nghĩa là gặp ông gừng quất luôn, có nghĩa là gặp con gì mình chơi con đó ha cả nhà. Đây là bọc Tiến bắt nghe nha, Tiến chỉ đem theo đơn giản như vậy thôi đó. Nói chung là tùy theo cái năng lượng ông bắt là trúng thắt rồi lại mưa, có mưa nhiều quá hay không thì Tiến sẽ mới quyết định cái thời gian ở được nghe nha. Thì hiện tại là anh em sẽ khởi hành vào 9 giờ tối nay, là anh em tính dự đồng dự kiến thì đi xe máy nghe nha. Nhưng mà do là dướng một chút xíu trục trặc không có đủ xe đi nên là anh em sẽ đi xe đò lên chảnh ở nhà. Xong rồi lên chảnh là Tiến có nhà người quen, xong rồi Tiến sẽ mượn xe và mướn xe của nhà người quen đó cả nhà. Thì mướn xe xong rồi bữa nay Tiến cùng đồng hành cùng chiều á thì cùng Di và anh Ý cả nhà. Thì chuyến này không có anh Nghĩa cả nhà ơi, thì ba anh em đi. Thì chung thắng bại đều gom lại một chỗ rồi quay cho nhà xem. Kết quả thì đều chiều mỗi chiều Tiến quay cho nhà xem. Thì bây giờ Tiến mời cả nhà sẽ cùng đồng hành Tiến theo cái hành trình Tiến đi. Cái chuyến này hơi xa đó cả nhà, dự kiến là khoảng hơn 10 tiếng mới tới cái điểm đến cả nhà. Rồi mời ở nhà cùng đồng hành cùng Tiến làm kỷ niệm nha. Đó thì ba anh em cũng đang ngồi quán phê cả nhà, đang ngồi chờ xe đang bỏ xứ đi cả nhà. Đó đây là chân cầu Thơ cả nhà, ngay chỗ cái bao bên ngay cầu Thơ cả nhà, lên cầu Thơ nè. Đó thì ba anh em ngồi lên nè nha, bàn tính hướng rồi chân nha. Tháng là nãy là mới đầu tiên là Tiến coi gì khởi động trước cây số nha nhà. Đó bà báo lắc đầu đi 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 đâu gặp anh ba hả? Đó đi đâu gặp nhau ở đây luôn, đi đâu gặp anh ba đẩy xe sao lội được, nó lội từ nó chả lội đồ nhiều phải không, cho lội hai cây cầu trước khởi động phải không, rồi bắt đầu sáng mai bắt đầu lội thiệt nha nhà. Đó giờ là mấy anh em đang ngồi cà phê đang chờ xe đò lên đến rồi rước trên chảnh rồi lấy xe bắt đầu quặng nha nhà. Thì sáng mai Tiến sẽ quay tiếp cho nhà xem đó. Quậy miền Tây giờ là hết chỗ quậy nhà ông đứt mặt rồi, nó bỏ xứ đi Tiến theo nữa, báo nó phải chở đó phải không, đi theo hoài nào con ông nó chạy mặt Tiến thôi nha, chứ Tiến không chạy đâu. Giờ nó đứt mặt nó đi, nó bỏ xứ đi rồi Tiến theo nữa đó. Rồi mở nhà đồng hành cho Đắk Nông sủa dữ vậy. Rồi mấy anh em cũng tới Đắk Nông rồi cả nhà. Đó, cha, chấm với cha. Em gặp được hổ rồi đó. Đâu? Đây. Đi bỏ đi luôn nè cả nhà. Rồi nha. Bỏ đi luôn. Gặp được cái này cũng được rồi anh. Vậy là biết khu này có ông ha. Ăn thử miếng. Táp đi. Quỵt rồi. Cả nhà, thì này trái này trái dâu hả gì? Dâu măng. Dâu tầm măng hả? Xin chậm ăn thử coi. Đó, đi lụ lụt đi. Chú ý rồi bánh làm đi. Đó, đi rồi bánh nha. Đó, quên đó, chào cả nhà cái ơi. Đây nè, đây nè. Đâu? Nè. Bị gãy nhánh ông nội. Ở đây nhấp chân nè ông nội. Gãy nhánh gì đây nè. Dâu này làm gì dưới mình có? Sao không? Có không? Có. Ở đây có cái gì, cái trái gì cha, trái me, trái ghi gì không? Có. Có ha, gà chợ mua ha. Chợ mua. Cả nhà, tiếng mời cả nhà miếng trái này trái gì ta? Quên rồi. Dâu măng. Dâu tầm măng hả? Nè, quay lại cho nhà xem. Táp bụp điện nha.
em mời nhà nha. Chua chua còn ngọt kìa. Ừ, ngọt dữ trời. Dữ không? Ừ. Rồi nhăn mặt luôn. Hồi sáng mấy anh em cũng rồi để tìm chỗ đó để hỏi tính đâu đang quay phim mà bội thiệt chứ. Anh Tiến ra tới quay cái địa hình cho nhà xem thì ở đây Tiến cũng chia sẻ nhà luôn là Đắk Nông nghe nha. Nhưng mà ở này Tiến đi tới nhà người quen nên là không có biết là huyện nào. Đây thì là số cái bông cỏ này nhiều lắm rồi cái nha. Đang anh em cũng đang ra đang quan sát thử coi có ông gùi ăn không cái nha. Lên chiến này là chủ yếu là sang ông gùi. Đắt đỏ chét luôn cái nha ha. Cái miền Tây đắt kia đắt sình đúng không? Lội bùn hôm nay lên đây lội dây sình. Chưa ăn anh ý. Chưa ăn mà. Chưa đâu. Mới thế rồi. Chưa, ông chưa ăn cái nắng lên đó nha. Trời nắng nắng lên á. Chỉ thấy đường con bay lặng lặng là con gì chứ không ông đó nha. Thì mấy anh em thì lên đây là cũng chung là một là cũng đi kiếm ông gùi đặng ví dụ cô dì chú bác nào cần xài thì cứ liên hệ Tiến, còn hai cũng đi trải nghiệm ấy nha, đặng khu biết là khu vực này ông nó ra làm sao, nó có hung không hay là nó hiền hay là ổ bự mặt nhỏ lên chú ý đi cho biết cái nha, đồi núi cái nha thấy không. Nói chung mấy anh em cũng đi từ 10 giờ tối cái nha, tới đây là cũng 7 giờ sáng mới tới. Đi xe đòn á nha. Lên đây cũng quen biết thì mượn xe đi cái nhà. Cũng mới xe mà đi. Giờ lên đây coi tình hình đánh cái khu này trước coi có ông nó có không cả nhà. Giờ để Tiến tí xíu Tiến vô gần hay là Tiến vô cái gãy nào đó là Tiến sẽ quay cho nhà xem tiếp. Mà nhà đồng hành cùng ba anh em. Rồi cả nhà, từ tới đây mấy anh em vô thầy ông gùi đầu tiên cái nha. Đi đây ní anh lòn anh thổi nha. Tiến bò anh quay cho nhà xem. Đóng bụi lan cái nha. Ông gùi Đắk Nông đầu tiên. À, công vô lên tiếng hoài hên hên gặp được ổ phách hoài. Có mặt không? Cố gắng là gì ơi. Bậy. Bậy lắm rồi đó. Chưa cũng gắng bò ra nữa. Vừa tới ổ ông nữa với khu gan rồi đó. Ổ già luôn. Bệnh thiệt á. Lòn không lên ổ bệnh luôn rồi. Nó chấm dầu hết trơn rồi giờ sao vậy? Trái một khỉ lừ cái gì rồi chạy đi đâu hết trơn rồi ông ơi, tôi thấy là như nó mở ra ông ơi, mở đồ nữa ông ơi, tấm lại gì nữa hung không tấm lại gì nữa hung gì rồi để em tỉa cho nó trống trống ra cái quá ở dưới rồi đi cái đây gặp nữa ông mình chết từ dưới thằng tay lên bắt cái bông Đắk Nông nó ra làm sao hả đó cái nhà thấy không gùi Đắk Nông nha. Hỏi bà khủng nó may đi có phát lượng vỏ đi quằng mới đã người ta đi bắt ông ngự vỏ này kia nọ này đủ thứ các kiểu đồ ngự chỗ đồ này nó bắt ông bốn năm thằng gặp mẫu một chút lại luôn mẹ sức lạ lên đâu dám đi đâu đi lại nha coi khô chân luôn đi thử coi chết ổ đầu tiên rồi. Rồi hư rồi, chết đầu cái gì vậy? Con ngáy trên. Mà cũng được chứ, nó nổi hù thôi. Rủ rủ xuống nè. Còn nó hơi khô nhẹ đúng không? Thấy mẹ rồi. Nó hơi khô rồi ta. Khô nhẹ. Khô nhẹ, ổ đầu tiên thấy hơi chết cái nha. Cũng được chứ, nó nổi. Nặng không? Cầm thử coi. Nghi ha. Ồ, cũng nặng quá nè. Nè cái nha. Ổ đầu tiên cái nha. Ổng nù quá nhưng tạm ổn. Rồi anh cầm xuống đi, em lộn này xuống được. Rồi xuống dưới quay cho nhà xem. Cũng đóng trên bụi này, bụi kêu bụi gì không biết, cái tầm dông bụi gì, nói chung là khu này người ta kêu lồ ồ quá nha. Tiếng người thấy nhìn giống cây tầm dông quá, với tiếng kêu tầm dông bụi tre. Đây là cái nhà nhìn nè. Rất đẹp nha. Thế này là ông gùi nó ưa đóng lắm nha. Cái này dưới đây suối nha cả nhà. Đó bây giờ tiếng lên đi bắt con này có mặt không cả nhà. Ổ này tiếng thấy cũng gọn không bự vậy. Ổng năng bông nhiều lắm. Mà mặt cũng biết đẹp không thôi. Đây mấy anh em bữa nay không có đem vỏ nhiều quá là cả nhà biết không? Là do là mấy anh em cũng đang dò cái nha, coi cái khu nào một là mặt mạnh, hai là nó có ong hay không nữa, tại vì mình lên chân ngước chân gáo mình không có biết là ong nó nằm ở đâu cái nha, miền Tây lên mà, đây là tiếng lên cũng anh em cũng muốn trải nghiệm đam mê cái nha, đó thì mấy anh em ở vùng trên này coi clip của Tiến này đừng cười nha, mấy anh em thì cũng thấy mấy anh em bắt đã quá. Nên là cũng muốn trải nghiệm thôi mấy anh em ơi.
mấy cái dùng trên này coi như thế nào. Cũng dưới bàn tay thì cũng cuối vụ rồi, nước mặt miết gì không nữa, thấy cũng phỉ nha, mưa quá không biết có khô không. Biết nó khô không có nhảy. Ôi nó non. Chùng mấy cây này tiếng cũng thấy leo cũng không gần nha. Leo mấy cây suông biết quen à. Lên mấy cây này leo hơi lỏng cộng. Thế này lên bắt. Ủa này non rồi nha. Chứ thấy nó bộ không có dạo, không có dĩ gì. Không có dĩ gì, thôi mình nói đóng. Cái này anh em biết cây này cái gì thì chia sẻ tiếng nha. Chứ không biết cây này cái gì cái nha. Kêu tầm dông. Nó như cái tre với tầm dông với miền Tây tiếng gì cái nha. Nhưng mà anh em ở trên đây thì kêu cây khác. Ông nổ non vậy. Cô thử đếp thử về ổ mặt đẹp không. Ông thì có rồi đó. Năng bông đầy rồi đó cái nha. Kéo từ miền Tây giác này lục dưới ông thằng. Rồi kéo chạy. Nó đóng vô cái cây nó xíu. Hơi khó nha, không cảm thấy nha. Được cậy nha. Cũng được thôi chứ nó không đẹp quá nha. Mưa gió thì nói chung đi đủ khu quá nha. Đây không đẹp ha. Không nù. Trời gất luôn vậy. Dĩ non này đắp rất mới cỡ luôn nha. Mặt không đẹp. Khu này chắc cũng tìm hướng quá nè. Tới đây tiếng vừa phát hiện tổ nha. Đi ngày cũng trong một ngày tiếng lên nghe nha. Mà tiếng không có đem nó hiểm nữa nha. Ủa thấy cũng nù quá nè. Nó ngay tay tiếng chỉ nè cả nhà thấy không? Đó đó đó, nó nằm trên cây trứng cá nghe nha. Cây này cây trứng cá nha. Cá gừng. Mặt quá nù luôn á nha. Rồi để giờ tiếng bỏ cái cầm túi rồi tiếng lên tiếng quay cho nhà xem luôn. Vậy không có đem cái nón hiểm nữa nha. Mong nhà thông cảm nha. Rồi lên mở nhà đồng hành tiếng. Đây cả nhà nè. Mặt ra nha. Con nhỏ mà mặt quá đẹp nghe nha. Ổ này ổ không được chích chúa vậy nha. Rồi xuống cắt rồi chúng quay kỹ cho nhà xem nha. Tại vì cái nhánh nó đứng đèn nữa nha. Khó lèo quá, nhánh nó kiểu nó dễ gãy nha. Rồi tiếng mời nhà xuống dưới coi mặt nha. Ổ này con mặt bự á, nơi mà ổ nhỏ quá. Nha.
Thì Tiến quay cái cảnh mà Tiến đi qua ông Gùi cho nhà xem ở Đắk Nông nha. Thì cái cảnh này thì cái nhà cũng biết. Nếu mà Tiến lội ở miền Tây và lội ở đây thì Tiến lấy ở đây lội khỏe hơn về cái vấn đề là nói chung là nó cũng lên dốc xuống dốc cũng mỏi giò lắm á nha. Đây cho nhà Tiến quay địa hình cho nhà xem, đồi núi gì nè, lội theo đường mòn rồi coi mấy cái bụi le cái này nè nha. Nói chung bắt được mấy ổ, mặt ở đây nó không được đẹp hùng vậy, chắc mai Tiến đổi cảnh khác. Thì lội nói chung thì so với miền Tây á, là do miền Tây nó cực hơn là do là chui sậy nha, chui sậy cực hơn đó cả nhà ha. Lên dốc xuống dốc kiểu này nè, xuống dốc đang xuống dốc đó nha, hồi cái lên dốc nữa, xuống lên làm chục lần em muốn bệnh luôn. Cái đường này Tiến mới đi qua rồi đó nha, Tiến mới coi bụi le rồi, Tiến làm cũng được hai ổ mà ổ mặt đẹp mà ổ mặt hơi xấu nha. Sáng giờ Tiến lội từ lúc mà 7 giờ anh em lên tới đây rồi đợi trời hết mưa nha, thì cũng 10 giờ thì mới chia ra đi, mà nay đang hướng thì lâu lâu gặp lại ăn trưa ăn này kia đó nha. Nãy Tiến bắt đây ngổ nè, đó em cũng làm đây ngổ nè, cái cổ nạp nè ngon lắm nha. Cái thế địa hình này cái lội mà kiểu anh em mà trong nghề bắt ong đó nha thì lội thì được nha, còn mà những ai mà kiểu chưa quen á lội cái thế này thì cũng đuối lắm á nha, kiểu dốc lên xuống á, mình đi mình nổ giò, kiểu mà mình đi không quen á là tối về mình nín cái giò á nha. Tiến thì Tiến lội miền Tây quen rồi, lên đây Tiến trải nghiệm Tiến lội thì Tiến thấy cũng nói chung thì cũng bình thường nhưng mà cũng hơi mệt đó cả nha, mệt á. Địa hình này lội nó khỏe hơn, với lại mấy cái khu vực mới là nha, lội kiểu như mình thấy cái cảm giác mới lạ, mình lội kiểu như sung lắm, không biết mệt luôn nha. Mà sao cái khu này mặt nó không được đẹp không, nhầm ổ bự ổ lớn luôn đó nha, thì mặt tạm ổn, ổ nhỏ thì hơi thua, ổ nhỏ là nhầm ổ có không vậy đó, lớp xẹp rồi không có khô luôn chừng nữa nha. Tôi nghĩ do mưa hoặc là do sao thì không để không biết, để tôi thấy mấy anh em quay thì mặt đẹp quá, theo Tiến lên bắt mặt thì lừ do không biết điểm đi cái nha. Thứ nhất là mình phải đổi cảnh liên tục vậy đó, mình đi cánh này nó mặt nó không được nụ với lại mặt không được đầy nha, thì mình đổi cánh khác. Nhưng mà do Tiến bữa nay Tiến lên trễ quá, đi lại mưa á, buổi sáng mưa nên là Tiến cũng kiểu là đi luôn cái nha, nên là không có phân lỡ phân cạnh này phân luôn, chứ giờ mình chạy tới chạy lui tốn thời gian lắm, muốn phân được ngày mai mới phân được cái nha. Ngày mai hy vọng trời đừng mưa nha, yêu cầu hé nắng là bắt đầu bên em là khởi hành tiếp nữa nha. Bữa nay thì nãy về nhà chứ giờ nữa thì Tiến nghĩ là chắc cũng tới lui, chắc kiếm được mấy anh em chắc kiếm được 1 lít mấy nha, ba anh em chắc có 1.5 lít gì, hơn 1.5 lít kệ, mình đi mình trải nghiệm thôi nha, có không có không quan trọng, quan trọng là mình biết được cái khu vực này nó sẽ ông đó làm sao. Hy vọng là tới từ đây tới về Tiến sẽ bợ thêm 1-2 cục khủng long nữa nha, có nghĩa là những ổ mặt bự á, nó sướng tay rồi về miền Tây lại cái nhà ơi, mình trải nghiệm mà được mặt bự nó mới sướng cái nhà. Rồi thì Tiến lội vòng ra ngoài ngoài cái đường nhà nãy lên tội cái nhà, trong đó Tiến có vừa phát hiện tổ nha, tổ cũng gọn thôi, chắc cũng có dạo rồi đó, đóng trong cũng bụi lồ nữa cái nha. Đây thì Tiến thấy là số đóng bụi lồ nhiều, Tiến nghe ta văn nói là bụi lồ ồ quá nha, thì Tiến nói theo cho cái nhà biết ha, chứ Tiến không biết cái gì, không có đường qua luôn trời. Đây là cái vực cái nha, hố luôn nè. Quá bịch, mặt nó ngù quá không biết sao. Đa số đóng hùm lùm vậy nha, mặt thấy cũng phì quá kìa. Mấy anh em cây cầm vỏ hết trơn cả nha, Tiến đi Tiến có vỏ bọng chứ, để gì vừa bắt ngổ cũng bự lắm đó nha, mặt cũng phì chứ không phải là bự, ôm gọn không à, chưa thấy ổ khủng nữa nha, ở đây thì Tiến chưa thấy ổ khủng nè, kéo chưa có đầu tư kéo mới nữa. Kéo mà bị Tiến vừa hôm Tiến cắt chị gai á nha, cái nay nó hư luôn rồi. Ủa mình gọn mà mặt nù,
Để em vô được nha. Bịch lắm. Dĩ nhà thấy gì bịch lắm bịch. Dạ. Bắt tôm gùi cũng không dễ đâu nha, nó đóng khôn lắm. Dưới cạp mọi người hãy thảm tí nha. Bịch dữ ta. Khác với cái màu là như cái màu nó rực hơn. Cái tên là cô gì chú bác của anh em thấy gì không? Nói nghe nói và mổ bụi để hung lắm nha. Bỏ xứ lên tới đây trải nghiệm mà hung cũng hung nhiều cũng bắt hết đi. Những cam đó. Quá phì, ổn ngon nha. Đồ này ông mới về không. Nãy giờ không biết cái lý có không chứ gì được ngổ nha. Nghe nó mặt cũng đẹp lắm. Ở đây không có mạng, không có sống biết gì chứ nha. Nghe nói thôi. Rồi, còn rồi đó. Cũng nặng quá nè. Đó, trải nghiệm nha. Cũng non. Nhưng mà không biết cấp dĩ nó chắc không cũng không ở đâu nha. Ở thời gian nó rồi xong. Bệnh luôn. Ô má ơi rớt luôn trời. Kỳ vậy. Đó, được con mắt có được rất bạch cái luôn nha. Chết luôn rồi. Kỳ vậy. Cầm cảm rớt cái bạch chứ nha. Để chắc tiếng gõ mạnh quá. Không chuyên nghiệp của khác nha cả nhà. Trời chắc đem đồng nghiệp cừ chết luôn quá. Thôi. Tay nghề kém quá anh em ơi. Đập đập cạch 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 nãy giờ em chừng động mặt quá nó rớt bạch bệnh luôn chứ. Đó các chị thấy không, bắt ôm gùi mà nó vàng nàng dữ như biết nữa. Con này vô bọc luôn nha, tiếng gõ rớt luôn rồi, bệnh luôn rồi. Anh em chắc cười chết con pha này cũng bầu. Coi đừng cười nha anh em, bệnh luôn á. Đẳng cấp đó vậy đó, lỡ vô bọc luôn đó nha. Kỳ. Mặt cũng đẹp nữa nha, ổ ong nó cũng bự mà mặt gì là được rồi. Bây giờ Tiến sẽ cạo miếng này rồi còn miếng này. Thì đây Tiến cũng xin phép cả nhà Tiến test thử cái cục mặt ở khu vực đất nông này, cục mặt nó sẽ dưới soi miền Tây nó như thế nào nha. Thì Tiến thấy năng đa số bông cỏ nhiều nha. Nói chung thì rớt xuống thì Tiến về bán lít thôi chứ không gì, tại vì có khách dặn lít Tiến. Nè Tiến mời cả nhà ha. Nó có vị kiểu ngọt ngọt. Cũng tựa tựa miền Tây mà cái mùi nó khác hơn miền Tây nha. Thông qua thôi sao. Qua đó chét luôn nha. Gắt quá. Đa số đây ăn bông cỏ cái nha. Rồi Tiến không còn mất thời gian của dữ bác nữa. Tiến quần tiếp gặp ổ quay cho anh xem nữa. Rồi hồi gặp mấy anh em rồi tính tổng kết anh em. Mấy anh em tại sao nha. Đừng có khô kiếm thị. Phải không? À, tới đây mấy anh em vừa phát hiện tổ ong rồi nè cái nha. Ổ này bự nhất, bự nhất gì sáng giờ á. Đồ người ta thấy ông bự. Sáng giờ coi vỏ hai ông nội đây đến coi vỏ la nè. Rồi thôi thôi, sáng giờ ăn hên không anh ơi. Giờ coi vỏ tao đi nói chuyện. Đây, đưa vỏ quay cái nhà xem cái. Nè nha. Sáng giờ mấy anh em bắt được ba ổ gì nghe nha. Vô ong nó đạn tí làm rớt đó cả nhà. Nó dồn luôn nha.
À, giờ bổ sung sôi nghe. Ông anh lên TV bữa coi chào nhà cái coi. Hello, hello. Rồi anh ý nè cái nhà thì chút xíu đi cho anh ý lên bắt nha, ổ này cũng gọn, bờ bự nhất sáng giờ rồi đó. Má sao gì mà hôi chua dữ vậy trời. Hôi chua hả? Là không ăn thì xỉu rồi á. Ăn không sống. À. Thôi để em bắt rồi nè. Bắt ý, em có dành không? Anh bắt sáng lại xui quá, ổ mỏng khô. Rồi giờ nói chung là bắt ổ này xong rồi đây là thịt qua rồi bánh đi vòng cái xe luôn đó. Dòng cái xe đường nào? Ừ. Nè, xe mình hầm cái này nè. Ừ, cứ ăn thẳng hết. Ừ, đúng rồi, nằm đây nè, lỗi thôi, nó bộ nhà luôn á. Lo xe mình nằm hướng này nè. Ừ, đúng rồi. Chứ nó hướng nào? Xe mình nằm dưới này nè. Anh tàu lao rồi đó nha. Hồi nãy em đi lưỡi suối, em đi vòng đây chứ đâu mà không phải. Hướng này là giờ cân lộ dân chỗ miếng gì? Củ cải á. Giờ cân lộ hướng này miếng củ cải á. Bọc lên, bọc xuống đây xe. Đây, xe nằm đâu lên nè. Xe nằm vô lưng chú luôn á. Đi mấy lần rồi. Không biết. Mấy lần đừng giống hổ gọi dân cổ cãi. Thôi biết. Nó ra đi dưới, chở đi dưới đi. Thôi nếu mà không ra là nằm xe ngủ chơi á, chứ không đi kiếm á. Đồ ra đó. Trang, bỏ hết cam đợn. Đội cam gì ông nội đứng ra cái bớ. Ừ, vậy bà bắt ai qua quay cho. Cái phích nước rồi bạn. Trong cái thùng. Đây em phích nữa nè. Trời phích nước để nằm hay vậy? Có hả? Sao hơi chua quá. Để ăn đỡ đi gắn cho nó cầm bụng ha. Con cục nữa kìa. Thôi. Chú đừng vụ rồi ta. một cái bệnh kìa. Má ăn xôi hiệu hoa lai ông nội ơi. Ăn xôi hiệu hoa lai phải không? Gì? Ăn xôi hiệu hoa lai. Ý là nói là nấu tượng qua vậy hả? Tượng qua tới hôm nay đó. Có đem chai nước nè, hồi xôi cua không? Có. Tượng không đem hồi hết nước suối qua. Có chạy xuống trong giác à, mắt lạnh luôn. Đúng rồi, xuống bư lên là quất hả. À. Muốn ngon nữa là lấy giò dặm 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 với đục đục như phê sữa là lắm à. Hổ này là sáng giờ bự nhất rồi đó. Ông để đỏ thật à, thấy không, nó đâu có đen như ông chi với mình thấy không. Mặt rồi lại đứng dai cái cây. Cái dây cục bên cái này dí. Dẹp đi. Dây cục kè, dây cục đọt kè, leo đường cái dây cục đọt kè đi lên dễ hơn á. Ai leo? Rồi đi làm đi. Ghét thiệt chứ. Ai leo? Ok. Nói gì đang lên đó nhạy. Ôi ông nằm trên đó nha. Nói vậy ha. Cái con thì dữ lắm nè, nó giờ không biết khô không thôi. Hy vọng đừng khô đi. Lắm nha, tỉa cùng gọn, tét cùng mặt ủ. Sáng giờ này bự nhất cái gì? Ừ. Thì tao dụ má gán kiếm mẫu bự mà. Con sao? Kiếm muốn lòi trứng giá, ổ bậy. Muốn lòi. Quên. Rồi vô quằng cái cục này nó không có thì giờ bọc qua bên cái đồi bên ngang bên đây đi. Thổi lên đi. Mẹ đụ mẹ. Sao? Quýnh hay gì? Ô này chắc banh mỏ quá. Có đâu thổi đi. Thổi đi nó túm lại rồi. Ở chú nhúc nhích nó ấy đó. Thổi mình mạnh lên đi. Nhân chơi mày là ông gùi trời, bắt ông gừng dưới miền Tây biết nhiều ổ nói rồi. Bắt chứ ông thầy đưa cái mặt sát vô thổi nó mới hợp lý. Dạ dưới dạ của ông là nó tấp lên là vừa thổi trên là đi lên luôn lên le. Trời thổi ông chuyện tiếng dữ trời. Thổi đâu nói. Thổi không có ơi. Không ơi. Chám vô hết trơn. Trời. Ghét thiệt hồi cái gì vậy đó. Hồi em với anh rồi chói nó vô vô gốc le luôn nè. Lên đây còn quậy nữa. Cửi vợ nó thổi theo gió ngược không má. Lên sát bên thổi luôn. Cắt đu mỏi thổi luôn nè. Ừ. Dậm nó lên. Nếu thầy cái chốt hả? Đưa sát mỏi thổi luôn nha. Hết tiêu thuốc luôn. Mấy mình tay nó trốn lên tới đây gặp ba mấy ba thằng báo lên tới nữa bệnh luôn. Không khô nữa. Ông té kỹ kỹ nha. Sao ổ nhỏ nãy khu gan nha. Thì ai ổ ông bầu nó không cho mặt. Ổ ông bầu lấy nó không cho mặt. Không biết gì ta. Ổ ông leo lên đem xuống cái dĩ không à. Không có mặt nào. Nó nhẹ như bông gòn vậy đó. Trời ơi, sĩ khỏe. Vậy là ổ bự có mặt ha. Vậy dán kiếm bự đi ổ nhỏ bỏ nha. Ổ bự mà nó đi ăn được. Còn mấy ổ nhỏ đi bị mấy ổ bự dành. Chắc vậy quá. Nó bị xưa thiếu oxy. Mũi cắn quá. Mai mốt kìa ba ông này đem nhăn mũi theo nha. Gì? Mặt nụ lắm. Cắt cái chừng ấy nó bị xước á. Cái trà trà cái ừ. Trời ơi trời. Bo cái đầu đó. Bo cái mấy cái nhánh trà khô khô. Cái gì? Để quẹt hồi nó động ra. Ủa nói chuyện dướng cổ luôn mà. Chỉ cỡ đó mà. Sĩ gữ đầu vỏ nó. Dốc nữa. Nó dốc con chó luôn đó.
chưa thổi ra chân dưới cái chị gửi rồi xa xa ra chút về hồi nữa anh trừ hao ừ. Chưa thấy cái bản nè, giờ cái bản cái đi nói chuyện trời ơi cũng mặt để đây đưa cho mấy lấy đi thấy không, thấy độ của thằng bắt không rồi phải đưa mấy lên nó có khô gan là bệnh luôn rồi chuyện qua tay cái khô gan luôn chị ơi chủ chuyện qua tay khô không biết không chuyện ôi chuyện của nó quá khô thiệt à đi chịu chú lôi đồ leo đụ hoài ê thôi trời chạy mặt trời mặt trời khô chân không ui năm nó được nù rồi cái nè, chân nè, đẹp để đắp cái tàn lên đắp tàn lên lại cái gì gắt gắt dĩ luôn ha ừ ôi dục luôn rồi đây coi ở nhà xem cụ mặt ở đất nông làm sao nhá này phải con khủng long không cáo sĩ chứ không dính rồi chị gì phải gu à chị phải gu luôn á ở nhà đi con mặt nè đưa vô coi đó ha ha với mày tay chủ yếu lên kiếm thứ này đó lên tay anh em lên là quậy gì đó kiếm mấy thằng này nè vậy là kiếm vô bự rồi con mặt đó con nhỏ thì bỏ đó nhà thấy không sáng giờ đó đây ta là nửa lít qua cũng gì cũng được phải không như nửa lít trắng nước cái suối luôn rồi nó lấy làm hư mặt luôn đây 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 kéo anh bén cắt cho lấy làm kéo hư mặt vậy luôn cái tét miếng không sao mà đó nhà thấy anh em mà miền tây ôi ơi trời ơi đủ cái thổi gì chứ mà nó sợ trời ơi trời thổi cũng chết luôn rồi đó cái nhà thấy không nhà nó cần xài bông thì liên hệ mấy anh em mình nha anh em mình gán trụ vài ngày đang gom mặt về cho cái nhà đó ê ở đây không phải khô đâu mình vô bự có phải không đầu mặt nhăn nãy giống như nãy nói gì vậy kìa trời đừng ổ phách phách gì ông anh sáng giờ gặp ổ nào chưa thấy ổ luôn đó bắt lại gõ cạch cạch rớt cái mặt luôn đó giờ thấy thì cho anh em ta leo đi rồi mới mốt rồi đầu tới mấy bữa mình ngơi đó người ta cho leo lại chứ còn đi dài dài chưa biết ai ngay đâu ừ, mới đi có một bữa đầu mà phách rồi bữa nay mà chó cho cái bữa nào mà chó cho thì được cứ gáy bữa đó đi ừ rồi coi okay. Vậy đi giờ mấy anh em đi tiếp nghe nha rồi xong rồi sẽ quay cho nhà xem tiếp cái hành trình mình video bữa nay là tiếng quay là từ đầu đi cuối luôn cho nhà xem đã luôn á nha chịu khó cái nhà xem dài nha rồi mời nhà đồng hành cùng bố anh em mình đây nha ơi tới đây hai anh em mình phát hiện được ngổ rồi cả nhà ngổ ổ bự thôi đi trời ơi đây nè đây mình bơi ở cái nhà xem nha đây nè cả nhà bám sát bên nhà luôn nha thằng chị nó ra trước cửa đang bông cứng hết trơn đây nè dạ cống cú đế luôn ồ mặt bản bự lắm anh ra lý rồi bự lắm cơ bản dọn trống theo ngoài cả nhà xem nha. Đó, đây nè. Đó, để lấy cắt nha. Ừ. Đó cũng trọng ha lấy. Khô chân. Hơi khô nha. Để mình rất cần để cái đi ra đây. Thì khô không rồi mưa ha nước mưa ngon quá trời hơi còn... khô chừng nó ăn phấn nó đó ừ hơi khô nha đó nhưng cũng còn ngon lắm nha rồi gặp con nữa anh quay xem em màu không thành quả thì sáng giờ của bao anh em rồi đó nha dồn vô con vỏ đi đường ý dồn ông ơi ông biết cái sắp con hay gốm ê ông chuyên nghiệp mà dành được hai của ông đẹp nè cả nhà chung mà bộ khu này ông nó có cả nhà nó cũng không đến nổi cũng quằn hồi cũng gặp nhưng mà nó có cái mặt nó không được đẹp không ổ lớn thì mặt đẹp ổ nhỏ thì mặt khí gốm nha mặt khí gốm nội đây nãy lén bắt lén tiên đường ổ mà cũng lép xẹp phải không đúng không thấy kêu tiếng là mặt nụ vậy rồi do lỗi lén bắt bởi vì xui gán chịu đừng bò ha mặt này cái sĩ hơn sĩ cái gì nhà nào cũng có cái bếp đen sao sao nhà chưa đây quay cho nhà xem nè đó
cả nhà nào càng xài mà ông gùi thì cứ liên hệ Tiến theo số điện thoại là 0799 835 605. Cái đó số điện thoại Zalo Tiến nha cả nhà. Nè anh giao đi đó. Giao nguyên bầu cho cả nhà luôn nè. Là Tiến bán luôn đó nha. Đó. Lại đi. Để chút xíu dọn mí ông dọn vô đỏ đi. Đi. Thì giờ này cũng mấy giờ ta? Gần 2 giờ. Gần 2 giờ hả? Cũng gán ngồi vòng vòng đi, gán kiếm đường dài tổ nữa nha. Nhưng mà do video Tiến quay từ miền Tây dài lên khá dài. Tiến xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà ơi. Cái nhà nào cần xài bằng ông thì liên hệ Tiến hay chú hỏi nhiều đọc ha. Còn giờ mấy anh em chắc đi quần rồi, có gì ví dụ mà có nữa thì ngày mai Tiến sẽ tiếp cho nhà xem nữa. Giờ kết thúc video nha. Rồi xin chào hẹn gặp lại cả nhà, như sao? Rồi bye bye nha. Bye bye luôn nghe. Bye luôn nha.